Giới chức Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có nhiều loại đạn dược và mìn chống tăng. Nga có thể chấm dứt xung đột ngay hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20 tháng 4 cho biết khi công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Cho tới khi Nga làm điều đó, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác sẽ sát cánh với Ukraine tới khi nào cần thiết. Giới chức Mỹ cho biết gói viện trợ này có đạn rocket của pháo phản lực SIMAS, mìn chống tăng và hơn 9 triệu viên đạn cho vũ khí cá nhân. Ngoài ra, Mỹ cũng chuyển một số phương tiện hậu cần và hỗ trợ bảo trì để giúp Ukraine củng cố phòng tuyến. Với trị giá 325 triệu đô la Mỹ, gói vũ khí này nâng tổng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sau khi chiến sự bùng phát lên hơn 35,4 tỷ đô la Mỹ. Mỹ công bố gói viện trợ mới trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị cho đợt phản công nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Quân đội Ukraine đang tích cực dự trữ đạn dược, giáo diết tuyển quân và huấn luyện binh sĩ sử dụng vũ khí phương Tây để chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Một số chuyên gia phương Tây nhận định chiến dịch phản công của Ukraine có thể đạt một số thành công, song họ khó có thể giành lại toàn bộ khu vực Nga đang kiểm soát. Nguồn cung vũ khí hiện tại chỉ cho phép Ukraine thành lập 3-4 lữ đoàn xe tăng hiện đại, không đủ khả năng duy trì đà thọc sâu vào các tuyến phòng thủ nhiều lớp kiên cố của Nga. Ukraine gần đây hối thúc phương Tây viện trợ nhiều loại vũ khí hạng nặng. Mỹ cùng các quốc gia phương Tây đã chuyển xe tăng chủ lực và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, song tới nay vẫn từ chối viện trợ tiêm kích như F-16. Trong khi đó, giao tranh dữ dội tiếp tục tại Bakhmut khi quân đội Nga tìm cách kiểm soát thành phố ở tỉnh Donetsk để mở đường tiến xa hơn về phía Tây. Lực lượng Ukraine cố thủ tại Bakhmut và coi thành phố là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga trong khu vực. Theo AFP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.